xem trực tiếp trận Singapore vs Myanmar trên kênh nào. 19:45 tối nay, mùng 5 tháng 12, đội tuyển chủ nhà Singapore có trận ra quân AFF Cup 2020 gặp đối thủ Myanmar. 9 năm sau danh hiệu AFF Cup 2012, Singapore không còn giữ được vị thế ở sân chơi Đông Nam Á. Đội bóng quốc đảo sư tử thường xuyên bị loại ở vòng bảng AFF Cup, chưa nói đến giành vé dự bán kết, chung kết để hy vọng tái hiện quá khứ vàng son. Tuy nhiên, tại AFF Cup 2020, niềm tin dành cho Singapore đang lớn hơn. Thầy trò huấn luyện viên Tatsuma Yoshida có lợi thế sân nhà, lại nằm ở bảng đấu không quá khó khăn với các đối thủ Thái Lan, Myanmar, Philippines và Đông Timor. Singapore đã sa sút, nhưng so với Myanmar hay Philippines, đội tuyển có biệt danh sư tử vẫn nhỉnh hơn. Gặp Myanmar trong ngày ra quân là vận may của Singapore. Dịch Covid-19 đã khiến Myanmar mất tới 10 cầu thủ ở trận đấu này. Đó là chưa kể, Myanmar đang có phong độ không tốt. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Myanmar từng có những trận thua bẽ mặt như 0-10 trước Nhật Bản hay 1-8 trước Kyrgyzstan. 3 điểm trước Myanmar là nhiệm vụ bắt buộc để Singapore tạo lợi thế cạnh tranh. Đến lượt cuối cùng, Singapore mới phải gặp đội mạnh nhất bảng là Thái Lan. Do đó, đội bóng của huấn luyện viên Yoshida có thể tự tin tích lũy điểm số ở những trận đấu dễ hơn nhằm giành vé đi tiếp trước lượt cuối cùng. Đài truyền hình Việt Nam và công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media đã đạt được thỏa thuận phát sóng giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2021. Toàn bộ 26 trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên hai kênh VTV5 và VTV6. Do đó, độc giả có thể bật kênh VTV6 để theo dõi trực tiếp trận đấu này. Ngoài ra, trận đấu được tường thuật trực tiếp trên VTC News, mời các bạn chú ý đón xem. Xem trực tiếp trận Singapore vs Myanmar trên kênh nào. 19:45 tối nay, mùng 5 tháng 12, đội tuyển chủ nhà Singapore có trận ra quân AFF Cup 2020 gặp đối thủ Myanmar. 9 năm sau danh hiệu AFF Cup 2012, Singapore không còn giữ được vị thế ở sân chơi Đông Nam Á. Đội bóng quốc đảo sư tử thường xuyên bị loại ở vòng bảng AFF Cup, chưa nói đến giành vé dự bán kết, chung kết để hy vọng tái hiện quá khứ vàng son. Tuy nhiên, tại AFF Cup 2020, niềm tin dành cho Singapore đang lớn hơn. Thầy trò huấn luyện viên Tatsuma Yoshida có lợi thế sân nhà, lại nằm ở bảng đấu không quá khó khăn với các đối thủ Thái Lan, Myanmar, Philippines và Đông Timor. Singapore đã sa sút, nhưng so với Myanmar hay Philippines, đội tuyển có biệt danh sư tử vẫn nhỉnh hơn. Gặp Myanmar trong ngày ra quân là vận may của Singapore. Dịch Covid-19 đã khiến Myanmar mất tới 10 cầu thủ ở trận đấu này. Đó là chưa kể, Myanmar đang có phong độ không tốt. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Myanmar từng có những trận thua bẽ mặt như 0-10 trước Nhật Bản hay 1-8 trước Kyrgyzstan. 3 điểm trước Myanmar là nhiệm vụ bắt buộc để Singapore tạo lợi thế cạnh tranh. Đến lượt cuối cùng, Singapore mới phải gặp đội mạnh nhất bảng là Thái Lan. Do đó, đội bóng của huấn luyện viên Yoshida có thể tự tin tích lũy điểm số ở những trận đấu dễ hơn nhằm giành vé đi tiếp trước lượt cuối cùng. Đài truyền hình Việt Nam và công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media đã đạt được thỏa thuận phát sóng giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2021. Toàn bộ 26 trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên hai kênh VTV5 và VTV6. Do đó, độc giả có thể bật kênh VTV6 để theo dõi trực tiếp trận đấu này. Ngoài ra, trận đấu được tường thuật trực tiếp trên VTC News, mời các bạn chú ý đón xem. Xem trực tiếp trận Singapore vs Myanmar trên kênh nào. 19:45 tối nay, mùng 5 tháng 12, đội tuyển chủ nhà Singapore có trận ra quân AFF Cup 2020 gặp đối thủ Myanmar. 9 năm sau danh hiệu AFF Cup 2012, Singapore không còn giữ được vị thế ở sân chơi Đông Nam Á. Đội bóng quốc đảo sư tử thường xuyên bị loại ở vòng bảng AFF Cup, chưa nói đến giành vé dự bán kết, chung kết để hy vọng tái hiện quá khứ vàng son. Tuy nhiên, tại AFF Cup 2020, niềm tin dành cho Singapore đang lớn hơn. Thầy trò huấn luyện viên Tatsuma Yoshida có lợi thế sân nhà, lại nằm ở bảng đấu không quá khó khăn với các đối thủ Thái Lan, Myanmar, Philippines và Đông Timor. Singapore đã sa sút, nhưng so với Myanmar hay Philippines, đội tuyển có biệt danh sư tử vẫn nhỉnh hơn.